mọi người. Vậy là hôm nay thì Hà đã cuối cùng cũng cho ra được video vừa tán phét vừa trang điểm. Các bạn có thấy vui không? Hà mong rằng là các bạn đã không chờ đợi quá là lâu. Vậy nên chúng ta cùng bắt đầu vào video luôn nhé. Rồi, nói được mấy câu gọi là đáng yêu mà mệt hết cả lưỡi. Đúng là mỗi lần mà lên video mà phải giả tạo một chút, mà phải diễn một chút thì quay xong được một cái video đúng là mệt vãi đái luôn. Thế nên là bọn mình cứ hãy sống thẳng, sống thật. Có gì nói đấy, biết chửi bậy thì cứ chửi bậy thôi nha. Video ngày hôm nay là video vừa tán phét vừa trang điểm số tháng 8. Trời ơi, nói mà mắt nó cứ rung rinh. Tại vì lông của con Raiden ấy thỉnh thoảng nó bị dính lên lông mi Hà. Nên là nhiều lúc kiểu nhấp máy mắt, cảm giác như là đang đeo lông mi giả ấy. Tại vì cứ có mấy cái lông nó thòi lòi ra. Trời ơi. Đó, video ngày hôm nay thì Hà rút kinh nghiệm từ những video trước. Đấy là Hà sẽ không có đánh mắt thật là lâu nữa. Ngày hôm nay thì Hà sẽ đánh mắt, sẽ cố gắng đánh mắt rất là nhanh thôi. Mọi người cứ yên tâm đi. Các bạn cứ yên tâm, cứ tin tưởng, hãy tin tưởng vào lời hứa của Hà. Trời ơi, sáng nay ngủ dậy này, có thấy tự nhiên có một cái này ở ngay bên mũi này. Không hiểu nó là cái mụn, hình như nó là cái mụn hay là con gì đốt. Trời ơi, nó có vẻ giống cái mụn hơn nhưng mà nó đỏ tấy hơn. Trời ơi, nhìn chưa gì đã thấy một cái mụn nổi rõ tỏ trên này. Không biết là đấy có phải là dấu hiệu là những cái ngày cá sấu đấy nó sắp đến không? Ok, bây giờ thì mặt Hà hiện tại không có gì cả. Và Hà sẽ bắt đầu đánh mắt đầu tiên. Đánh mắt đầu tiên nhé, cho nó xong trước cái việc lằng nhằng, cái việc lâu thì cho nó xong trước đi. Ở đây kem lót mắt thì Hà sẽ dùng cái kem lót mắt eye primer này của Etude House. Có đúng là của Etude House không ha? Cũng chả biết nữa, thấy nó chả ghi tên hãng gì cả nhỉ. Thì Hà nghĩ là của Etude House, mà nếu không phải của Etude House thì chắc là của The Face Shop hoặc là cái gì đấy. Đấy, đại loại là vậy. Nếu mọi người để ý thì rất là nhiều video rồi Hà không có dùng kem lót mắt. Lý do đấy là tại vì cái sự lười. Nói chung là bây giờ Hà mà mở mồm nói cái gì ấy mà mọi người hỏi là tại sao, hoặc là câu trả lời của Hà cho bất kỳ những câu hỏi nào có mang tính tại sao thì Hà sẽ nói là tại vì lười. Kiểu cảm giác như là nói là tại vì lười thì nó không phải là của mình ấy, nó là của một cái đứa tên là lười ấy. Trước khi mà ngồi xuống quay cái video này thì Hà có lên Facebook một chút. Thực ra thì Hà lên Facebook cho là khoảng 2 tuần một lần Hà mới check Facebook. Thì Hà có theo dõi về cái vụ Eli với cả cái vụ thầy Dan ấy. Thì cái vụ đấy Hà nghĩ là xảy ra cũng được một tuần rồi hay là gần một tuần rồi, Hà cũng không nhớ nữa. Thì nhưng mà nó vẫn lằng nhằng kéo dài cho tới tận bây giờ. Tại vì sau khi mà thầy Dan post cái video về người Mỹ có hiểu người Việt nói tiếng Anh không, thì bên Eli có post video xin lỗi thế này thế nọ. Xong rồi thầy Dan mới đây cũng đại loại cũng có post một cái bóc mẽ, bóc phốt về chuyện CEO Trang của bên Eli nói về thành tích cũng như là nói về học bổng du học của mình như thế nào. Bây giờ thì Hà sẽ để cho cái lớp lót trên mắt nó khô đi một chút. Thực sự thì Hà thấy cái lớp lót này nó, Hà nghĩ rằng là nó cũng không có tốt gì đâu. Tại vì sau khi đã sử dụng cái kem lót này một số lần rồi thì Hà thấy nó cũng không làm khả năng bám màu mắt của Hà nó tăng lên một chút nào. Nó cũng như là không bôi ý à. Thế nhưng mà Hà nghĩ rằng là Hà dùng cho nó có vậy thôi. Đấy, thì trong lúc mà Hà đợi cái kem lót này nó khô thì Hà sẽ xin được nói về quan điểm của Hà về cái chuyện Dan và Eli này. Trước khi bọn mình nói chuyện nghiêm túc thì Hà để Hà đeo cái tai thỏ lên trông cho nó đáng yêu một chút, nói chuyện nghiêm túc để cho chúng nó đỡ ném đá. Kì vậy nè, đeo tai thỏ vào một chút để xem có lừa được anh cáo nào không ta. Trời ơi, đáng yêu luôn, trời ơi. Thế nhưng mà cái chán thì nó vẫn to quá, làm nào che cái chán. Quan điểm của Hà về cái vấn đề này, thứ nhất đấy chính là dạy sai thì phải nhận sai, phải rút kinh nghiệm là mình sai thôi. Nếu không nhận được là mình sai, nếu không nhận được là mình ngu dốt thì không bao giờ có thể tiến bộ được. Thứ hai đấy chính là khi mà đã dạy những cái môn, tức là những cái môn ngôn ngữ ấy, dù là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Tây Ban Nha, tiếng gì đi chăng nữa, thì hãy, mà nhất là đặc biệt là dạy giao tiếp thì hãy đảm bảo trước hết là mình nói đúng. Nói đúng ở đây là nói để cho người bản ngữ người ta hiểu được đã. Chứ đừng nói chuyện là cái giọng của mình y như người bản ngữ. Cái điều mà để giọng của mình được y như người bản ngữ thì trừ khi là các bạn học tiếng Anh từ những cái lúc mà các bạn học 3, 4, 5, 6 tuổi hoặc là 1, 2 tuổi mà bắt đầu đã học tiếng Anh rồi ấy, thì chắc chắn là giọng sẽ nghe như người bản ngữ luôn. Hoặc là
ở trong nhà các bạn có một người gọi là cũng có một ông Tây hay là có một bà Tây lúc nào cũng sống ở trong nhà các bạn, thì các bạn có thể tập nói gọi là 10 tiếng trên 24 tiếng hay là 5-6 tiếng trên 24 tiếng thì ok, nếu như mà thế, nếu mà mọi người có những người như thế hoặc là được học tiếng Anh từ cái độ tuổi bé tí như thế thì chắc chắn là sẽ nói tiếng Anh 100% người bản ngữ luôn. Chứ còn như Hà, kể cả khi mà Hà học tiếng Anh vào lúc Hà bao nhiêu tuổi nữa, Hà nghĩ là học mẹ Hà cho Hà học tiếng Anh, tức là thuê gia sư về dạy cho Hà học tiếng Anh từ lúc Hà học lớp 4 hay là lớp 5 gì ấy, lớp chắc. Ừ, đó. Thì kể cả khi mà Hà học tiếng Anh từ hồi lớp 4 đến lớp 5 thì cũng đã là quá muộn rồi. Cái giọng của mình nó không bao giờ có thể, tức là nó không thể được như người bản ngữ được. Nhất là khi mà môi trường Hà lớn lên, môi trường Hà học thì Hà đâu có phải là đi học trường quốc tế, Hà đâu có phải là hàng ngày được tiếp xúc với người Tây đâu. Thế nên là cái giọng của mình nó không phải là giọng người nước ngoài được. Đấy, còn cái chuyện mà bên Eli đăng lên cái video phản bác đấy thì Hà nghĩ đấy là một cái bước đường khá là sai, mặc dù bên Eli nó đã tức là nó đã dỡ xuống cái video đấy rồi. Chả hiểu sao post lên làm gì, xong rồi để bị chúng nó vào chửi một lần, bọn nó vào chửi chán rồi, xong tự nhiên các ông các bà lại gỡ xuống. Đã có dũng khí post lên rồi thì sao lại còn dỡ xuống làm gì? Nè, nói cho mấy thím biết, đây cái màu Hà dùng ở đây thì là đây là màu son môi nha. Hà đã nói ở trong cái video lần trước rồi thì đây là màu son môi, nhưng mà dạng của nó là óng ánh. Thế nên là Hà sẽ bôi cái màu son môi óng ánh này lên mắt ngày hôm nay. Ok, các bạn có thấy được cái sự đậm của nó lên mắt không? Trời ơi, đậm nhờ. Thế nhưng mà nếu mình kiểu bắt đầu tí nữa dùng chổi để tán ra ấy thì nó sẽ, tức là nó sẽ nhạt nhạt ngay. Thế nên là Hà sẽ phải mở mắt, à không phải mở mắt mà là nhắm mắt hở như này để cho cái màu nó khô đi một tí. Đó. Còn về nội dung của cái video mà Eli post lên thì Hà thật sự là cúi đầu bái phục. Không hiểu là đến cái thời đại kỹ thuật số 2017 rồi mà tại sao vẫn sử dụng lại cái phương pháp vàng anh hồi trước. Nói chung là Hà chỉ cảm giác rằng là cái video đấy, tất nhiên là có thể thông cảm được với các bạn, các em đấy, không Hà không biết rằng là em Trang hay là cô Trang có nhỏ tuổi hay Hà hay không thì Hà không biết. Thế nhưng mà thôi cứ gọi là cô đi, gọi là các thầy các cô đi. Đấy thì Hà cũng thông cảm với các thầy các cô là tự nhiên bị một ông Tây ở đâu ra nói mình là nói tiếng Anh nó không hiểu được. Trời ơi, tất nhiên là nghe như thế thì khó chịu rồi, lại còn đăng đàn lên cho hàng tỷ người người ta xem nữa. Tất nhiên là Hà thông cảm được rồi, xấu hổ chứ bộ, xấu hổ lắm. Giống như Hà nè, hồi đầu tiên Hà sang Mỹ tầm 3 tháng, từ 6 tháng đầu tiên ở bên Mỹ. Trời ơi, nhiều lúc thực sự mà nói, nhiều lúc nói bọn Tây nó không hiểu gì luôn á. Mặc dù Hà học chuyên Anh cả cấp 2 lẫn cấp 3, nhiều lúc nói bọn Tây nó cũng không hiểu gì luôn. Đấy là lúc cái hồi đầu mà Hà mới sang Mỹ. Xong rồi thì Hà cũng mất tầm 3-4 tháng để quen với cái ngữ điệu. Tại vì mình sống ở Việt Nam chỉ toàn tiếng Việt thôi. Dù là mọi người có cố gắng xem phim bằng tiếng Anh, có cố gắng nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh, có cố gắng đi học nhiều lớp, học thêm tiếng Anh tới đi chăng thế nào đi nữa, nhưng mà tiếng Việt nó là cái thứ tiếng mà nó xung quanh, nó bốn bề bốn phía. Xong rồi tự nhiên bây giờ mọi người đi ra nước ngoài thì tự nhiên nó chỉ có mỗi tiếng Anh nó lọt vào tai mình, nó lọt vào xong rồi nó lọt ra thôi. Thế nên là mình phải thích ứng với cái môi trường như thế là thứ nhất, xong rồi mình phải thích ứng với cái cách mà nói chuyện của nó. Tại vì nhiều khi mà nói, tức là speaking ý, thì nó hoàn toàn khác đối với khi là mọi người học ngữ pháp, hay là đối với khi mà mọi người học viết, hay là đối với khi mà mọi người học đọc. Không nói ví dụ đâu xa, chỉ nói ví dụ giống như là tiếng Việt thôi chẳng hạn. Bây giờ mọi người nói chat với nhau, nói mồm với nhau, nói là tao vừa trịch con này xong. Thế bây giờ chẳng nhẽ mọi người lại dùng cái từ trịch đấy, mọi người mang vào cái bài văn 90 phút, 120 phút của mình, xong cũng nói là từ Hải trịch Thúy Kiều ạ. Đây cũng nói là từ trịch thế à? Ơ trời ơi, thế nên muốn bị một điểm chắc. Đấy, ví dụ là như vậy, trời ơi, nói một hồi mình nhớ ra từ nãy giờ Hà cứ mở mắt như thế này. Mà mắt Hà thì mắt mí lót đâu, thế là nó trồng mí lên mí. Thế là bây giờ trời ơi, nhìn cái màu mắt này trông nó có ra cái gì không? Tự nhiên nó chia thành hai tầng luôn. Để Hà chỉnh lại, bôi thêm một lớp nữa. Xong rồi kể cả đến tận bây giờ ấy, nhiều khi Hà nói có những cái từ mà Hà phát âm, tức là trọng âm nó sai vào cái âm sai ấy.
Thì khi mà mọi người nói một cái từ tiếng Anh mà trọng âm sai và sai mà trọng âm bị sai ấy, thì là nhiều khi bọn Tây nghe bọn nó cũng không hiểu gì luôn. Chứ đừng nói là nói phát âm sai thì nghe nó đã khó hiểu rồi. Đấy, nhưng mà được cái là gì biết đâu. Sen ý, trời ơi, nó đúng là một cái đứa mà soi mói số 1 luôn ý. Hà nói sai từ nào rồi y như rằng nó sẽ bắt lỗi ngay từ đấy. Nó sẽ bắt lỗi xong rồi nó cười ha hả, nó bắt lỗi. Kiểu trước lúc mà nó nghe mình nói sai thì nó bắt đầu tiên là nó cười cái đã. Nó cười cho sướng cái bụng nó thì thôi, xong rồi nó bắt đầu nói, nó mới bắt đầu bắt lỗi mình, nó mới bắt đầu chỉ ra cho mình là cái từ đấy mày nói sai và đáng ra mày phải nói như thế nào. Nói chung là ban đầu ấy, lúc hồi đầu tiên mà lúc mà nó bắt lỗi từ của Hà như thế, Hà hồi đầu đấy Hà thấy xấu hổ lắm. Tại vì kiểu mình học bao nhiêu năm tiếng Anh rồi mà nói vẫn sai, trời ơi xấu hổ lắm. Thế xong rồi sau cái lần đầu tiên đấy cho tới tận bây giờ thì Hà thấy không có gì để xấu hổ cả. Mỗi lần nó cười như thế là Hà cũng cười theo luôn. Tại vì trời ơi, tiếng Anh có phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tao đâu, tất nhiên là tao sẽ phải nói sai rồi. Thế nhưng mà đấy là lý do tại sao mày tồn tại. Mày tồn tại là để sửa tiếng Anh cho tao. Đó, đấy nên là mỗi lần mà Sen sửa lỗi phát âm cho Hà là Hà không bao giờ lặp lại cái lỗi sai này luôn. Thế nên là Hà nghĩ rằng việc đầu tiên để mình có thể phát âm được đúng đấy chính là công nhận là mình đã phát âm sai, công nhận là mình đã nói không có đúng. Thì chỉ có bằng cách công nhận là mình ngu và mình dốt thì mình mới có thể tiến lên được, đúng không? Hà ghét cái mí mắt của Hà quá, tại vì mỗi lần mở ra ấy, thế là nó lại tạo thành hai cái tầng, nhất là mắt bên này bị lót hơn mắt bên này, bị lót hơn mắt bên này. Đấy, cho nên là nhìn thấy rõ là nó tạo hai tầng luôn. Tại vì không thể cứ vừa nói chuyện mọi người mà mắt cứ như thế này rồi, mắt không thể cứ như thế này được. Nên là Hà quyết định là Hà sẽ dùng một cái màu phấn để đánh đè lên cái lớp son kem lì vừa rồi. Trời ơi, cái màu đấy mình để đâu rồi ta? Đây, ở đây thì Hà dùng bảng màu mắt của Kylie và đây là cái bảng màu Burgundy Palette ấy. Cái bảng này thì nó bán từ hồi năm trước rồi, Hà cũng không biết là bây giờ nó còn có hay không. Nhưng mà ở đây Hà dùng cái màu này, nó là một cái màu tím cũng có óng ánh, nó gần như là giống y hệt cái màu mà Hà đang có ở trên mắt đây. Mọi người thông cảm móng tay của Hà này, Hà còn chưa có tẩy móng tay, nhìn trông nó có ghê tởm không? Lý do là tại vì lười. Câu trả lời. Nhân tiện đang nói tới chuyện nói tiếng Anh với cả nói tiếng Việt thì nhiều bạn cũng hay nói là tại sao Hà không làm một cái video nói tiếng Anh đi. Trời ơi, chết cha rồi. Hà vừa mới nhận ra rằng là tại vì Hà dùng cái son kem lì này bôi lên mắt ấy và để cho nó khô ấy. Thế có nghĩa là tí nữa mà Hà muốn tán cái phần viền này ra thì chắc tán không nổi. Chết cha. Kiểu này là lần này đánh mắt nó lại lâu rồi, mọi người thông cảm nhé. Đấy, thì lý do là tại vì Hà nói tiếng Anh đâu có hay. Hà xin nói thẳng luôn là Hà nói tiếng Anh không có hay. Nói chỉ để đủ cho bọn Tây nó hiểu thôi, chứ không phải là nói hay hay là cái gì để mà làm video nói tiếng Anh hay là để khoe rằng là mình biết tiếng Anh cả. Hà không có nhu cầu khoe rằng là mình biết nói tiếng Anh, ok. Với cả lúc mà là, ôi chết cha, mắt bên này đấy, bây giờ Hà không mở ra nổi luôn. Cái mí nó bị dính vào nhau rồi. Không hiểu hôm nay mình ăn gì mà mình ngu thế. Trời ơi, cái mắt bên này là cái mắt mí nó bị lót hơn ấy. Xong bây giờ nó bị dính vào nhau rồi. Trời ơi, hôm nay đúng là ngu thậm tệ. Trời ơi, thực sự là mỗi một lần làm Hà làm video mà không phải là video vừa tán phét vừa trang điểm như thế này, tức là video chỉ là nói về vấn đề làm đẹp hay là video nói hay là video vlog bình thường thôi ấy, thì Hà cố gắng 110% không sử dụng tiếng Anh. Lý do không phải là tại vì là Hà bài xích tiếng Anh hay là cái gì cả. Tại vì hiện tại bây giờ thì cuộc sống hàng ngày của Hà đã phải nói tiếng Anh cả ngày rồi, đã phải xem phim nghe tiếng Anh cả ngày rồi. Và lúc mà Hà nói chuyện với bạn bè ấy, thì hầu như chỉ là chat thôi. Tức là mình có thời gian để suy nghĩ ra được cái từ ngữ mà mình nói. Thế nên là chat thì Hà vẫn rất là giỏi tiếng Việt. Thế nhưng mà khi mà Hà nói trực tiếp như thế này và nói trực tiếp quay như thế này thì thực sự là tiếng Việt của Hà rất là kém. Nghĩ rằng là nếu như bạn nào để ý thì cũng có thể thấy được rằng là có nhiều video ấy, ví dụ như là nói về làm đẹp hay là nói về make up chẳng hạn, thì những cái video đấy nhiều khi Hà nói rất là chậm. Tại vì lúc mà Hà nói
Hà phải trong đầu Hà phải nghĩ ra được cái từ tiếng Việt mà Hà muốn nói, nghĩ ra được cái từ tiếng Việt tương đương, tại vì trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ ra được những cái từ tiếng Anh thôi, mà mình không thể mở mồm ra vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh, cứ bốc chát nhau được. Tại vì Hà biết rằng là nhiều bạn đâu có giỏi tiếng Anh mà nói tiếng Việt xong rồi nói tiếng Anh kiểu xen kẽ bốc chát như thế, thì Hà chỉ cảm giác rằng là nó không làm cho ngôn ngữ tiếng Việt hay hơn, mà nó cũng không làm cho ngôn ngữ tiếng Anh hay hơn, và nó cũng không làm cho cái video của mình nó, tức là nó mạch lạc thông suốt từ đầu tới cuối. Đấy, thế nào mọi người có thể thấy rằng là khi mà Hà nói chuyện trong video ấy thì Hà cố gắng dùng những cái từ ngữ tiếng Việt mà nó gần nhất với cái ý muốn mà Hà muốn truyền đạt, thì nhưng mà không phải lúc nào Hà cũng thành công. Thế là nhiều lúc mọi người sẽ thấy Hà sử dụng và chọn những cái từ mà nghe nó thô lỗ và nghe nó không được hay ho cho lắm, nó không giống như là những cái ngôn ngữ mà các bạn khác hay dùng ấy. Thì đấy là tại vì Hà đã thất bại trong việc tìm được ra cái từ mà thì Hà muốn nói. Trời ơi, chết cha rồi. Cái mắt ngày hôm nay là coi như là đến bước này là coi như thảm hại rồi đấy. Nhìn đã thảm hại rồi đấy, chết rồi. Bây giờ tôi làm sao để tôi chữa được cái đôi mắt này đây? Trời ơi, hôm nay trời mùa hè nóng 100 độ F mà mình cho cái quả mắt màu tím này ra đường chắc chết mất. Ê, bây giờ thì mình sẽ dùng một cái màu gì đó để tán cái viền này ra nữa. Thì Hà sẽ vẫn tiếp tục dùng cái bảng mắt Kylie này thôi, và Hà sẽ dùng cái bảng nhờ dùng cái màu màu này này, màu cam cam mà nâu nâu đất đất này này đó. Màu này thì Hà mong là nó không đậm, nhưng mà nếu mà đậm quá thì thôi đành vậy, coi như là chết toi luôn. Cả ấy, một lý do khác mà Hà muốn nói tiếng Việt thật là trơn tru, tức là nói tiếng Việt như mình chưa bao giờ từng rời Việt Nam ấy. Mặc dù Hà sống ở bên Mỹ thì mới có 6 năm thôi à, cũng chả phải là dài lâu hay là cũng phải là mấy chục năm gì hết. Thế nên là không thể nói là chỉ vì mình sống ở bên Mỹ 6 năm mà mình quên tiếng Việt được, đúng không? Mình vẫn nói chuyện với bạn bè, vẫn nói chuyện với bố mẹ hàng ngày mà. Thế nhưng mà chỉ là cái ngôn ngữ giao tiếp thì nhiều khi nó hơi hạn chế một chút. Thế thì nên là Hà cũng muốn nói tiếng Việt nhiều hơn, tức là nói tiếng Việt vô cùng thành thạo ấy, như là Hà đang nói với mọi người như thế này. Trời ơi, Hà cũng thấy là tiếng Việt của Hà thành thạo lắm. Cái hồi Hà ở Việt Nam ấy, mọi người không biết thôi, hồi đấy tiếng Việt của Hà văn hoa, hoa lá vô cùng. Từ cái độ mà mỗi lần Hà thấy Hà chửi xong ấy, Hà cảm giác rằng là cái bài chửi của mình nó có thể viết thành một cái bài tế luôn ấy. Tại vì nhiều lúc á, nhiều lúc Hà thấy á, lúc mà Hà chửi thì Hà không có nghĩ gì đâu, Hà chỉ chửi cho nó sướng cái mồm vậy thôi. Xong rồi đến lúc mà nhiều lúc Hà đọc xong bài chửi của mình ấy, Hà cảm giác trời ơi, không hiểu lúc đấy thần chửi hay là ma chửi nó nhập vào người mà sao mình chửi hay thế. Trời ơi, nhiều lúc Hà cũng tự phục Hà lắm. Nhưng mà từ hồi sang đây ấy, thì kiểu cảm giác là cái kỹ năng nói của mình nó giảm. Tại vì mọi người sẽ biết được là kỹ năng nói của mình nó giảm khi mà mọi người chửi nó không còn lưu loát được nữa. Tức là chửi ở đây nó không chỉ mang nghĩa rằng là mở mồm ra là chửi bậy, chửi tục đâu, mà chửi ý là chửi sao cho nó thấm. Không biết là mọi người hiểu không? Chửi sao cho nó thấm ý là chửi văn hoa đó. Đó đó đó. Đấy, thế nên là mọi người biết được rằng là cái khả năng ngôn ngữ của mình nó giảm khi mà khả năng chửi văn hoa mà chửi nó không còn được thấm như hồi xưa nữa. Đấy là khi mà mọi người biết là mình cần nâng cao cái khả năng ngôn ngữ nha. Đấy, Hà cũng không biết tại sao đang nói tới lý do lý chấu gì xong tự nhiên lại quay sang cái chuyện chửi. Hà cũng không biết tại sao đấy, nhưng mà mọi người đấy, vừa nói vừa đánh mắt cái, thế là vừa lúc nãy chấm nhầm bố một cái màu khác rồi, thế là phải chuyển sang cái cọ khác. Khổ quá. Đấy là lý do mà mỗi lần mà Hà làm cái video vừa tán phét với trang điểm này này, bình thường thì Hà đã trang điểm mắt đã lâu rồi nhá, xong rồi làm những cái video vừa tán phét vừa trang điểm này thì nó lại càng lâu hơn. Tại vì nhiều lúc ý chấm sai màu. Xong rồi nhiều lúc ý nghĩ ra những cái thể loại mắt như thế này. Đấy, thấy có nhúc không? Đấy, đó đang nói về chuyện lý do lý chấu nói tiếng Anh. Là vì Hà muốn rằng là sau này nếu như mà Hà có đẻ con ở đây đi chăng nữa ý, thì con của Hà phải nói được tiếng Việt. Hà không có muốn đẻ ra một đứa mà nó, tức là nó chỉ biết nói tiếng Anh, xong rồi chỉ biết bập bõm nói tiếng Việt mà không biết viết tiếng Việt này, không biết đọc tiếng Việt này và không biết nói tiếng Việt. Tại vì nếu như mọi người có người thân hoặc là biết những người mà, tức là sống ở đây đã lâu rồi ấy, thì nhiều khi cái thế hệ mà được sinh ra ở Mỹ này
người Việt nhưng mà được sinh ra ở Mỹ, thì tất nhiên là gọi là người Mỹ này. Đấy thì những cái đứa đó ấy, thì nhiều khi bọn nó nói được tiếng Việt thì nhưng mà không viết được tiếng Việt và nhiều khi không đọc được tiếng Việt ấy. Đấy thì Hà không có muốn con Hà như vậy. Thế nên là bây giờ là Hà phải trau dồi cái ngôn ngữ tiếng Việt của Hà, để sau này là con Hà chắc chắn là phải nói được tiếng Việt này. Xong rồi nếu như mà nó đến tuổi, đến độ 5-6 tuổi thì đấy, chắc chắn là hè nào là Hà cũng sẽ cho về Việt Nam để đi gọi là đi học tập viết. Tập viết chữ đẹp. Mình đúng là kiểu phong kiến, có cái ý tưởng phong kiến ghê. Chắc là bọn nó sẽ ghét mình lắm. Nhưng mà thực sự Hà không biết tại sao, thì nhưng mà thực sự Hà rất là thích cho con Hà đi học những cái lớp mà kiểu lớp 1 hoặc là lớp chuẩn bị lên lớp 1 để đi học vừa sạch chữ đẹp ý. Chữ đẹp quan trọng mà, trời ơi. Nói chữ đẹp quan trọng thì mọi người mới thấy rằng là hồi xưa bố mẹ các bạn cho các bạn đi đi học để viết được cái chữ ra người ấy, nét chữ nét người mà viết được cái chữ đẹp nó quan trọng tới nhường nào. Tại vì ở bên này bọn Tây nhiều đứa ấy, trời ơi má, chữ nó xấu hơn cả gà bới, trời ơi xấu tới cái độ mà bác sĩ cũng có phải gọi bằng cụ ý. Trời ơi, nhiều đứa chữ nó xấu lắm. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì có những người mà chữ giống như kiểu rồng bay phượng múa ấy. Đấy thì Hà cũng không biết giải thích nào. Nhưng mà nói chung là Hà muốn là con Hà phải nói được tiếng Việt, đọc được tiếng Việt và viết được tiếng Việt. Chứ không thì nếu như không làm được những điều đấy thì có nghĩa là mất gốc rồi còn gì nữa, đúng không? Trời ơi, cả nhà mẹ, cả nhà họ mẹ là người Việt Nam mà bảo nó bây giờ không biết nói tiếng Việt thì có xứng đáng đấm cho một quả vào mồm không? Đấy là lý do thứ hai tại làm sao mà Hà muốn nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt trơn tru và chỉ nói tiếng Việt trong các video của Hà. Thực sự là đôi mắt Hà ngày hôm nay nó quá là fail. Tại vì mọi người biết đấy, mỗi lần mà Hà ngồi xuống bàn trang điểm như này, hoặc là mỗi lần mà Hà ngồi xuống để nói chuyện với mọi người, tán phép mọi người như này, thì Hà đâu có nghĩ là Hà sẽ làm cái kiểu make up gì trong đầu đâu. Hà chỉ ngồi xuống xong rồi Hà nhìn quanh, xong rồi tự nhiên trong đầu Hà thấy ok, hôm nay thấy môn này đẹp, thế là tự nhiên nó xảy ra vậy thôi. Và bây giờ nó đã xảy ra rồi, nó đã chót xảy ra rồi, bây giờ làm nào sửa được. Giờ chỉ có cách là sửa thôi, chứ làm sao mà tẩy đi làm lại được. Tẩy đi làm lại thì trời ơi, cái video này nó sẽ thành hai tiếng luôn. Tôi không nói về chuyện đan với cả chuyện e-line nữa, ok, tại vì cái chuyện đấy á, trên mạng bọn nó nói đầy. Với là cái chuyện đấy thì nói chung là ý kiến của Hà thì nó cũng đồng quan điểm với ý kiến của số đông, thế nên là Hà không có nhu cầu cần phải thể hiện cái ý kiến của mình nữa, không cần. Bây giờ bọn mình chuyển sang một cái chủ đề khác, một cái chủ đề nó hay hơn. Ví dụ như là ngôn tình. Ngôn tình đi. Bây giờ bọn mình nói về ngôn tình, ok. Bây giờ để nói về ngôn tình thì Hà sẽ phải làm cho cái gì cho nó xinh hơn mới được. Người thông cảm nha, Hà vẫn cần tán cái màu mắt này ra thêm một chút nữa. Thế là để Hà tán thêm khoảng một tiếng nữa, xong rồi bọn mình ngồi nói chuyện được lâu hơn, ok. Đấy, thì về cái vấn đề ngôn tình thì là như thế này. Nhiều bạn rất là ngạc nhiên về chuyện nhìn Hà như này, tại chả hiểu sao thích đọc ngôn tình. Thì Hà xin được trả lời mọi người. Đấy là hầu như là những cái thể loại nghệ thuật nào Hà cũng đọc, Hà cũng xem hết. Ví dụ như là manga, ý là truyện tranh Hà cũng đọc này, phim hoạt hình Hà cũng xem này, tiểu thuyết dài tập Hà cũng đọc này, tiểu thuyết ngắn tập Hà cũng đọc. tản văn Hà cũng đọc, phim tình yêu lãng mạn Hà cũng đọc, phim ma Hà cũng hơi xem một chút. Phim ma thì Hà cũng chỉ hơi xem một chút thôi. Xong rồi phim ghê gớm Hà cũng xem, phim tẻ nhạt Hà cũng xem. Phim Nhật, phim Hàn, phim Việt Nam các thứ gì đấy Hà cũng xem hết à. Nói chung là đã là một cái tác phẩm nghệ thuật thì Hà không có bỏ qua cái loại gì hết. Tại vì đã là tác phẩm nghệ thuật thì dù nó có thay hay nó có chán với người này thì nó cũng có thể hay với người kia, đúng không? Thế nên là Hà luôn đầu óc Hà nó rất là mở mang, tại vì Hà không bao giờ có bài xích bất kỳ một cái thể loại nghệ thuật nào hết. Trời ơi, mắt tôi. Chắc chắn là nhiều đứa đang nghe Hà nói cái đoạn này sẽ nghĩ là thế thì chắc là bà này bà cũng không bỏ qua hình thức nghệ thuật phim heo đâu nhỉ. Đúng rồi đấy, không bỏ qua đâu, không bỏ qua một cái gì hết. Cái gì Hà cũng xem, cái gì Hà cũng đọc hết à.
Trời ơi, nói ra cô này chắc tí nữa phải gắn mác cái video này là 18 cộng mất. Đó, thế nên là Hà cảm thấy rằng là cái thể loại chuyện ngôn tình ấy thì mặc dù là nhiều bạn nghĩ rằng là nó không có thật, nó kiểu văn hoa biến chứng, ý là nói về những cái chuyện không có thật trong đời thực thế này nọ ấy, thì Hà thấy cũng đúng. Thế nhưng mà đấy chính là lý do mà tại sao rất là nhiều bạn gái thích đọc chuyện ngôn tình, đúng không? Tại vì người ta cần phải hướng tới một cái gì đấy mà nó luôn luôn nó trở trong mơ, hướng tới những cái thứ không thật. Thế nhưng mà đàn bà con gái nào cũng mơ ước. Ôi, bây giờ nó nói thật nhá, kể cả bạn có là kiểu feminist hay là kiểu rất là phụ nữ, nữ quyền, tôn trọng bình đẳng sắc giới thế này nọ kia, thế mà bây giờ nói thật nhá, ví dụ như là ở trong hoàn cảnh thực tại, nếu như mà có một trường hợp 1% xảy ra thôi, là tự nhiên là bạn sinh ra ở trong một cái gia đình rất là quý tộc, rất là giàu có, top 10 người giàu có nhất Việt Nam luôn, thế xong rồi bạn được đính hôn với cả một anh soái ca top 100 người giàu nhất thế giới luôn. Trời ơi, thì nhưng mà anh ấy lại rất là quái đản, rất là lạnh lùng. Xong rồi anh ấy lại thế này thế nọ thế kia đấy. Thế xong rồi hai bạn lúc đầu thì không yêu nhau, lấy nhau chỉ vì gán ghét gia đình thôi. Nhưng mà sau đấy rồi thì sau những cái lần hận nhau, sau những cái lần mà trao thân cho anh ấy vì mình không muốn, xong rồi cuối cùng lại đi đến một cái kết tươi đẹp. Thì bạn có muốn không? Bây giờ anh ấy vừa giàu lại còn mặc dù lúc đầu anh ấy hiếp bạn chẳng hạn xong rồi mặc dù lúc đầu thằng đấy nó không yêu bạn chẳng hạn, thế nhưng mà về sau nó yêu bạn điên cuồng, về sau nó cả thế giới nó chỉ nhìn thấy mỗi mình bạn thôi, xong rồi nó muốn bù đắp cho bạn, bù đắp cho những vết thương mà nó đã gây ra cho bạn, và nó lại còn là rất là giàu vô cùng, giàu vô tận như thế. Thử hỏi là bạn có thích không? Thử hỏi là bạn có thích không? Hãy tự hỏi cái tâm can sâu thẳm nhất của mình là bạn có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ nói không đối với cái thực tại đấy không? Trời ơi, Hà không biết từ nãy giờ Hà nói gì nữa. Nhưng mà đại loại là thế. Nói chung là đã là con gái thì ai mà chẳng ở tận dưới tít tận tim gan phè phổi của mình đều mong muốn là cái việc là mình gặp được soái ca sẽ chỉ yêu một mình, sẽ chỉ chung thủy với mình, lại còn giàu nữa, lại còn đẹp trai nữa, nó sẽ xảy ra. Có phải là ai cũng mong muốn điều đấy nó sẽ xảy ra không? Đấy, thế nên là Hà chỉ đang giải thích về cái tâm lý của các cô gái ngôn tình thôi. Nhiều người xem tại vì muốn trốn thoát khỏi thực tại, muốn mơ mộng từ một cái thực tại thực tế không bao giờ xảy ra. Nhiều người xem tại vì nhiều người đọc ngôn tình tại vì người ta thích đọc vậy thôi. Nhiều người đọc ngôn tình tại vì nó hay. Nhiều người đọc ngôn tình tại vì ở trong đấy nó có những cái thứ tình cảm mà đây. Hoặc là nhiều người đọc ngôn tình tại vì người ta không có xem phim heo. Thế nhưng mà người ta lại thích đọc ngôn tình có những cảnh hắt mà họ không hiểu cái chữ hắt đấy là chữ gì, hắt đấy có nghĩa là gì ta? Đấy, nhưng mà người ta lại thích đọc ngôn tình có nhiều cảnh hắt để miêu tả nó cảm giác là nó hay hơn rất là nhiều, chứ còn xem phim heo thì nó cứ ục giống như mấy con heo vậy, nó không lãng mạn. Thế nhưng mà đọc ngôn tình thì người ta lại tả ở trong một cái kiểu rất là văn vẻ, rất là lãng mạn thì nó ấy hơn. Thì mình cũng được mang tiếng là mình trong trắng, chưa bao giờ xem phim heo đấy chẳng hạn như vậy. Nói chung là ai thì cũng có một cái lý do đến với ngôn tình cả. Không biết là lý do mọi người, tại sao mọi người đến với ngôn tình hả? Đấy thì, đấy Hà chỉ nói ra một vài ví dụ vậy thôi. Đó, còn Hà đến với ngôn tình là tại vì Hà không có bài xích bất kỳ một thể loại hình thức nghệ thuật nào hết. Đã là viết ra một cái quyển sách rồi thì người tác giả đấy người ta cũng đặt hết rất là nhiều tâm sức, tình cảm với quyển sách đấy đúng không? Thế nên là, đó, coi như là lần này Hà chết rồi, đánh mắt cũng không đều nữa. Thế này thì làm thế nào bây giờ, mắt đã không đều thì chớ, bây giờ mình đánh mắt cũng không đều nữa luôn. Một điều Hà xin được bật mí với mọi người đấy là Hà cũng không phải là ngôn tình fan, ngôn tình chân chính hay cái gì cả đâu. Tại vì cái cách mà Hà đọc truyện ngôn tình ấy, đấy là tại vì nhiều khi ấy, những cái câu, những cái từ ngữ để người ta dùng để người ta tả về tình cảm, xong rồi tả về cảm xúc, nội xúc hay là cái gì đấy thì nó dài dòng quá, thì nên là nhiều lúc Hà đọc truyện ấy, có những cái chuyện mà Hà đọc như thế này, Hà kéo
Hà kéo một phát từ đầu tới cuối cái chương đấy luôn. Hà chỉ đọc xem là cái diễn biến nó sẽ diễn ra như thế nào thôi. Nói chung là nhiều lúc Hà cũng cảm giác là Hà khốn nạn ghê, tại vì á có những cái chuyện ấy Hà đọc, tại vì nó có những cái cảnh hắt mà nó cứ lặp đi lặp lại, tả đi tả lại thì nó cũng chỉ có kiểu đấy thôi, đúng không? Đấy thì những cái đấy là Hà hay ấy qua ấy, đọc lướt qua ấy. Tại vì Hà đọc, mục tiêu chính của Hà khi đọc là chỉ muốn xem là kết cục nó như thế nào thôi. Nói chung thì cái số lượng chuyện ngôn tình mà Hà đọc ấy thì nó mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và đầu ngón chân thôi, tức là nó cũng chưa có vượt quá con số, Hà cũng nghĩ là nó chưa có vượt quá con số 20 đâu. Thế nên là Hà cũng không thể nói được rằng là cái chuyện ngôn tình nào mà mình thích nhất cả, tại vì đối với Hà thì nó cũng như nhau. Tới bây giờ mà nếu như mọi người hỏi lại nội dung của chuyện gì với chuyện gì đối với Hà ấy, thì Hà không có nhớ đâu. Không phải là Hà không nhớ, tức là Hà có nhớ ý chính nếu như mà được gợi ý. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên bảo Hà là nói một tràng giang đại hải thì Hà không còn nhớ. Xong rồi nhiều bạn trai, nhiều các em trai cứ không hiểu tại sao các chị em cứ lấy hình mẫu soái ca ở trong ngôn tình ra để làm tiêu chuẩn. Thì xin được trả lời rằng là tại vì hầu như tiêu chuẩn của soái ca ở trong ngôn tình thì nó đa số, dù là lúc đầu, dù là trong quá khứ như thế nào, thì nó đa số đều kết thúc là một soái ca rất là trung thành. À nhầm, không phải trung thành, trung thủy. Là một soái ca rất là trung thủy và một lòng một dạ mãi mãi yêu người mình yêu. Thế nên là Hà cảm giác rằng là cái tiêu chí tình cảm như thế đối với soái ca thì nó cũng đâu phải là cái gì cao xa, đúng không? Mặc dù Hà biết để mà mở mồm ra nói một câu rằng là anh sẽ yêu em mãi mãi hay là anh sẽ yêu em trọn đời hay là cái mẹ gì đó thì nghe nó vừa chuối mà nghe nó đã thấy thằng này ăn nói bố láo rồi. Thế nhưng mà trong thâm tâm thì đứa con gái nào mà nó chẳng muốn rằng là cuối cùng thì mình tìm được một hoàng tử yêu mình trọn đời, đúng không? Tất nhiên là trong cái xã hội mà for everywhere, for khắp nơi thì rất là khó để điều đấy có thể xảy ra. Thế nhưng mà Hà nghĩ rằng là bất kỳ việc gì mà mọi người làm trong cuộc sống thì nó tất nhiên là cũng có một phần là ma xui quỷ khiến. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều phần đấy là đầu óc mình lựa chọn cái gì. Thế nên là cái việc mà để chung thủy với một người bao nhiêu năm, mấy chục năm như thế thì chắc là nó cũng không phải là khó tới độ vậy đâu, đúng không? Thế nên là Hà chỉ nói rằng là các bạn trai bây giờ mới chỉ đang ở trong thời kỳ yêu nhau, yêu đương như chẳng hạn, mà đã có cái trò gọi là bắt cá nhiều tay hay là yêu con này xong rồi ngủ với con khác thế này thế nọ chẳng hạn, thì ai mà tin tưởng được rằng là sau này khi mà lấy các bạn về thì các bạn không thèm cơm chán phở, đúng không? Thế nên là cái yêu cầu mà được người mình yêu yêu mình cả đời hay là chung thủy với mình cả đời thì nghe nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Nhất là khi mà 90% dân số, 90% các bạn trai sinh ra là đâu có phải là sinh ra ở trong một cái gia đình giàu sẵn, và cũng sẽ có rất là nhiều bạn sinh ra là đến tầm 30-40 tuổi chưa chắc là đã giàu nhất Việt Nam, chưa chắc là đã nằm trong top 100 người giàu nhất Việt Nam. Kể cả các bạn có sẽ nghèo đói đến như thế nào chăng nữa, thế nhưng nếu như bạn là một người đàn ông chân chính, trung thủy và có tâm thì chắc chắn là luôn luôn có một người phụ nữ sẵn sàng vì bạn mà làm tất cả, dù là bạn có giàu hay là nghèo đi chăng nữa. Thế nên là Hà nghĩ rằng là quan trọng không phải là kiếm được bao nhiêu tiền hay là trịch được bao nhiêu con, mà là cái tâm của mình thôi. Đó, Hà cũng không biết tại sao đang nói chuyện ngôn tình thì tự nhiên lại nói sang chuyện soái ca và các bạn nam. Sau khi bây giờ quay trở lại chuyện ngôn tình nhé. Mọi người có nghe thấy tiếng ầm về phía bên ngoài thì đấy là tại vì ở dưới nhà Hà người ta đang cắt cỏ. Thế là rất là sorry, rất là xin lỗi mọi người về cái tiếng ầm ở bên ngoài. Cái chuyện ngôn tình đầu tiên mà Hà đọc ấy thì nó là cái chuyện ngắn, xin lỗi em chỉ là con đĩ. Cái chuyện đấy thì cái hồi của Hà thì nó cũng phải là tầm 10 năm trước rồi, không biết là mọi người có còn nhớ không. Nhưng mà cái chuyện đấy có một hồi mà nó làm điên đảo cái mạng xã hội 360 độ. Em xin chào các cô. Làm gì vậy?
vươn vai, trời ơi, ngáp nữa chứ, trời ơi, ra đây chứ nào, ra đây chứ nào, trời ơi, đáng yêu không này. Ê, Hà đang nói thì tự nhiên máy nó tắt sụp một cái, thế là bây giờ bật máy lại thì Hà cũng không nhớ là lúc trước Hà nói cái gì nữa. Hà có nhớ là Hà nói về chuyện ngôn tình nhưng mà không nhớ là đang nói về cái đề tài gì. Trong vòng tầm 2 tuần, 3 tuần hay là 1 tháng nay thì Hà đã học được một bài học, đấy chính là không nên ăn quá nhiều đồ Hàn và không nên ăn, tức là không nên ăn quá nhiều tinh bột ý. Trời ơi, lúc mà Hà ăn quá nhiều tinh bột này, mặt Hà y như rằng mọc lên một đống mụn ẩn luôn, nhất là nhiều nhất là ở trên trán, nhìn thấy rõ mụn ẩn luôn, thấy sợ. Bây giờ thì Hà sẽ chuyển sang bước kem nền, và ở đây thì Hà dùng cái CC cream này. Trời ơi, đây là một trong những cái sản phẩm CC cream mà Hà nghĩ rằng là tốt nhất từ trước đến nay Hà từng dùng. Một trong những sản phẩm tốt nhất thôi, không phải là tốt nhất, một trong những sản phẩm tốt nhất. Không biết là mọi người có thấy không nhưng mà Raiden nó đang nằm ở góc phòng đằng kia kìa. Nó nằm tít ở góc đằng kia, trời ơi, nó đáng yêu lắm mí. Chắc là Hà chỉ là mèo khen mèo dài đuôi, mẹ con hát mẹ khen hay thôi, thì nhưng mà Hà thấy nó đáng yêu lắm. Bây giờ thì Hà sẽ đi rửa tay phát đã, tại vì Hà muốn dùng ngón tay để tán cái CC cream này ra, xong rồi Hà sẽ quay trở lại với mọi người trong 2 giây nữa. Hà đã quay trở lại đây. Bây giờ thì Hà sẽ cho cái này ra mu bàn tay một chút. Mọi người thông cảm, tại vì Hà dùng tức là dùng ánh nắng mặt trời bên ngoài thôi để quay cái video này, chứ Hà không có dùng đèn đóm cái thứ gì cả. Thế nên là nhiều lúc nó sẽ sáng và nhiều lúc trông nó sẽ vàng vàng, và nhiều lúc thì trông nó bình thường. Thế nhưng mà như lúc này thì mọi người sẽ thấy là mặt Hà trông nó vàng và da cam. Lý do là tại vì thế đó. Ra là cho tới bây giờ khi mà làm YouTube như thế này này thì Hà cũng chỉ coi các bạn là người xem thôi, tức là người xem YouTube của mình, là người xem video của mình, là người chia sẻ với mình. Đấy, vậy thôi. Chứ Hà không có coi bản thân mình là idol hay là thần tượng gì cả. Thế nên là Hà cũng không có cần fan, và Hà cũng không có coi các bạn là fan của Hà. Thế nên là chính vì thế mà Hà không có làm những cái việc người ta gọi là fan service, tức là làm giveaway này, làm trao quà tặng này, hay là làm tổ chức sự kiện gặp mặt, hay là những cái mà kiểu thần tượng hay làm với fan. Đấy, nói chung là những cái việc mà gọi là fan service như thế thì Hà không có bao giờ làm, và Hà cũng không có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ mở mồm ra gọi mọi người là fan của Hà cái gì cả, tại vì nghe nó rất là buồn cười. Mình đâu có phải là làm cái gì to tát, mình đâu có phải là nghệ sĩ hay là hoạt động cái gì hay là cái gì đâu mà để làm thần tượng và để gọi fan đâu. Thế nên là đấy, nói chung là Hà vẫn luôn nghĩ trong đầu là như vậy. Đấy, thì từ trước đối với Hà thì Hà vẫn nghĩ YouTube và mọi người đang xem video của Hà là, tức là cái mối quan hệ của bọn mình là vậy, chỉ là người xem và người làm video thôi. Mình có cần cái gì thì mình chia sẻ với nhau, mình biết cái gì thì mình chia sẻ với nhau, vậy thôi, chứ cũng không có gì đến nỗi mà làm fan với cả thần tượng cả. Đấy, thế nên là Hà nghĩ rằng là nếu mọi người thấy hợp với tính cách của Hà, muốn nghe Hà chia sẻ thì xem thôi. Còn nếu như mà đến một lúc nào đấy mà mọi người thấy Hà thay đổi, thấy Hà không còn như lúc đầu khi mà mọi người bắt đầu đăng ký xem Hà nữa thì thôi, bỏ đi thôi. Nói chung là mọi chuyện nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thế nên là nhiều lúc mọi người thông cảm rằng là Hà không có làm video theo yêu cầu, hoặc là Hà không có, tức là trả lời lại comment, hay là Hà không có ngồi thả tim cho comment của các bạn hay là thế nào, hay là đại loại như thế. Xong rồi thế nên là cũng đừng có một ngày nào xong rồi lên mạng nói rằng là hồi trước là fan của bà Hà, xong rồi bây giờ không còn là fan nữa nhá. Tại vì Hà không có nhận fan, ok, đừng bao giờ nói là fan của Hà xong rồi không còn là fan nữa nhá. Tại vì Hà nói thật,
rằng là cái mấy cái gọi là fan quạt như thế nó là một cái gì đấy nó rất là ngắn hạn. Tức là bây giờ thì có thể là thích, thế nhưng mà cái sự thích đấy thì nó cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Thế nên là thà rằng yêu, thà rằng là nói yêu hả thì nghe nó còn cảm thấy là mình đang được yêu, nghe nó vẫn thích hơn là đang được thích, đúng không? Tại vì thích thì bất kỳ lúc nào cũng có thể ghét được à. Với cả fan quạt thì nói chung là Hà thấy nó một nắng một chiều lắm. Thế nên là Hà nói thẳng nha, Hà không nhận fan. Thế nên là đừng bạn nào nhận là fan của Hà nha. Hà cảm thấy có nhiều trách nhiệm khi nghe cái từ fan đấy quá à. Mà nhân dịp bây giờ gọi là mùa back to school, tức là có rất là nhiều bạn đang chuẩn bị để quay trở lại lớp học các thứ đó, thì mặc dù Hà không có làm những cái chủ đề gọi là do it yourself hay là back to school hacks hay là đại loại như thế, là kiểu như vậy, nhưng mà Hà biết rằng là có khá bạn, không phải là nhiều, có một vài bạn hỏi Hà rằng là làm thế nào để chọn ngành nghề, biết được mình muốn học cái gì, mình muốn học trường nào hay là đại loại như thế. Thì Hà cũng hiểu rằng là ở Việt Nam có một tâm lý rằng là mọi người học lớp 12 xong thì phải thi đại học, nếu không thi đỗ đại học thì sẽ là một cái sự xấu hổ rất là lớn đối với mỗi bố mẹ, và cũng là một sự tủi nhục rất là lớn đối với bản thân. Thế nên là nhiều khi đại học Việt Nam thì nó lại không phải là đại học theo cái kiểu rằng là như ở bên Mỹ. Tức là đại học ở bên Mỹ thì mọi người, một cái trường đại học đấy nó có rất rất là nhiều những cái thể loại khoa khác nhau. Tức là một trường đại học nó có thể có những cái khoa mà dạy để mọi người làm bác sĩ, dạy mọi người để làm y tá, và bên cạnh đấy thì nó cũng có những cái khoa mà dạy mọi người làm kế toán, dạy mọi người làm mỹ thuật. Ý là như vậy, tức là một cái trường đại học ở đây nó dạy rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Trường đại học ở Việt Nam thì nó theo cái chiều hướng là mỗi cái trường đại học đấy thì nó tập trung vào một cái chuyên môn nhất định. Ví dụ như mọi người học kinh tế quốc dân thì mọi người học về kinh tế, chứ mọi người đâu có học về làm báo hay là mọi người đâu có học về nông nghiệp gì đấy, đúng không? Thì Hà nghĩ rằng là đấy nó cũng có thể gọi là một hạn chế của đại học ở Việt Nam. Thế nên là nhiều lúc khi mà mọi người học xong lớp 12 ấy, thì hầu như Hà cũng không biết mọi người thế nào, thì nhưng mà ví dụ như Hà, môi trường sống lớn lên của Hà đâu có phải là phải đi ra ngoài làm việc, hay là đâu có phải trải qua lao động chân tay, hay là đâu có được đi làm thêm rất là nhiều để biết được rằng là mình thích cái gì và mình hợp với ngành nào, đúng không? Thậm chí là ở bên này cũng thế, rất là nhiều đứa học xong đại học năm thứ nhất, năm thứ hai, nghĩ là lúc trước khi vào đại học thì nghĩ là mình muốn làm nghề này, xong rồi học đến năm thứ hai lại muốn làm nghề khác. Tại vì có thể là nó đi học một cái lớp này thì nó thấy cái lớp đấy hay, nó thích cái lớp đấy, xong rồi đến năm thứ ba thì nó lại học thêm được một cái lớp khác gì đấy, và nó tự nhiên thấy rằng là cái lớp đấy nó giỏi ở cái lớp đấy, mặc dù nó không thích cái lớp đấy chẳng hạn. Thì đến năm thứ ba nó lại thay đổi ý kiến, nó lại muốn chuyển sang một cái ngành khác, tức là ở đây gọi là một cái major khác, thì nó lại muốn chuyển một cái major khác. Thì nên là ở bên này học sinh có nhiều lúc trong 4 năm học của nó thay đổi phải đến 3-4 năm cái major, thậm chí nhiều đứa thay đổi ngành học đến nỗi mà nó còn phải học đến tận 4.5 năm chẳng hạn. Đấy thì nó là một cái điều rất bình thường, tại vì bọn nó bên này khi mà bọn nó đi học đại học là lúc mà bọn nó để trải nghiệm, và lúc là để bọn nó biết được xem là thực sự là mình muốn làm cái gì và mình muốn trở thành như thế nào trong tương lai. Thì tất nhiên là cũng có những cái trường hợp mà nhiều người học xong đại học rồi cũng không biết là mình làm gì, hoặc là học xong đại học rồi thì làm một cái việc mà không đúng với ngành mình học. Nói chung là có rất là nhiều trường hợp. Thì đối với những bạn mà đang học lớp 12 chẳng hạn, đang phân vân không biết là mình nên đăng ký thi trường gì, tại vì không biết rằng là mình thích cái gì. Hoặc là kể cả những bạn mà đang học đại học cũng kiểu nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân rằng là liệu mình có thích cái ngành này không, liệu mình thích cái trường này không. Thì Hà không muốn nói, Hà thực sự là không có muốn khuyên mọi người cái gì cả. Thế nên là mọi người cũng đừng nghĩ những lời mà Hà chuẩn bị nói ra đây là khuyên mọi người ấy, chỉ là cái quan điểm của Hà thôi, ok? Thì Hà chỉ nghĩ rằng là nếu như mà còn đang học phổ thông thì hãy nên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa này,
hoạt động ngoại khóa cũng là một cách để biết xem là mình giỏi những cái kỹ năng nào. Tại vì có những người thì sinh ra giỏi những kỹ năng này, và có những người sinh ra thì không giỏi những kỹ năng này. Nó là một cái gì đấy rất là tự nhiên thôi. Ví dụ là có những người thì sinh ra lầm lì ít nói, và có những người sinh ra thì nói rất là nhiều, rất là dễ bắt chuyện với mọi người, rất là dễ làm quen với người khác. Đấy, ví dụ là những cái kỹ năng cũng như là cái tính cách của mình thì mình phải tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều thì mình mới biết được. Tham gia hoạt động ngoại khóa là một chuyện, còn nếu như mà các bạn có thời gian, có điều kiện và thực sự rất là muốn thì có thể tìm việc đi làm thêm. Hiện tại bây giờ thì Hà biết rằng là Việt Nam đang tức là có rất là nhiều những cái công ty mới mở, mới thành lập, người ta gọi là startup ấy, tức là những cái công ty rất là còn non trẻ. Và những cái người thành lập những cái công ty đấy thì cũng chỉ là những người mà tầm tuổi như Hà, hoặc là lớn hơn Hà 2-3 tuổi, thì cũng vẫn đều là những người trẻ. Thế nên là Hà nghĩ rằng là những cái công ty như thế thì họ sẵn sàng tiếp nhận, gọi là sẵn sàng tiếp nhận thực tập viên ý. Thì mọi người hoàn toàn khi mà học đại học chẳng hạn, hoặc là thậm chí kể cả học cấp 3 chẳng hạn, thì nếu như mà mọi người có khả năng, tức là có kỹ năng gì đấy mà người ta yêu cầu, hoặc là có kỹ năng ngôn ngữ chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể cố gắng mà xin vào những cái chỗ như thế để làm việc, để tiếp cận cái môi trường làm việc, xem cái ngành đấy có phải là cái ngành mà mình thích không. Và quan điểm của Hà đấy là mọi người không cứ phải nhảy vào những cái trường mà nó đang hot, hay là những cái ngành mà nó sẽ ra nhiều tiền. Tại vì như mọi người thấy đấy, 10 năm trước ngành kinh tế và những cái trường về khối kinh tế nó rất là hot. Tại vì ai cũng nghĩ rằng là bây giờ đi làm ngân hàng, xong rồi làm đầu tư phát triển, xong rồi ngân hàng hay là kinh tế, finance các thứ là những cái ngành mà kiếm ra được rất là nhiều tiền, đúng không? 10 năm trước là như thế. Thế nhưng mà mọi người thử nhìn lại hiện tại bây giờ 10 năm sau, những cái người mà đã, tức là những cái bạn mà vừa mới ra trường chẳng hạn, hoặc là những cái bạn mà hiện tại đang học về ngành kinh tế, chắc gì đã ra trường, đã làm được cái chức mà mình muốn, đã làm được ở cái vị trí mà mình muốn, và đã làm được cái công việc mà có được cái đồng lương mà mình muốn, đúng không? Tại vì có rất là nhiều người giỏi, và cũng có rất là nhiều người hơi giỏi, và có rất vô cùng nhiều người tầm. Thế nên là để chọn trong một cái ngành mà mọi người nghĩ rằng là nó sẽ hot hoặc là sẽ kiếm được nhiều tiền rất là khó. Trừ khi là các bạn có thể đoán trước được rằng là 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa cái ngành gì là hot, thì ok, bây giờ hãy học cái ngành đấy để sau này kiếm được một cái việc mà trong cái ngành đấy lúc nó đang hot, thì mong là sẽ kiếm được nhiều tiền, và mong là cái ngành đấy nó sẽ hot dài để kiếm được nhiều tiền. Còn nếu không ý, thì hãy học cái ngành mà mình thực sự cảm thấy thoải mái khi học, mà mình thực sự thích nó, và mình thực sự nghĩ rằng là mình sẽ làm cái ngành đấy trong một thời gian dài chẳng hạn. Còn nếu như mà bạn không có học giỏi văn hóa, tức là không có học giỏi những cái môn ở trong trường, toán, lý, hóa, văn, địa, ngoại ngữ, thế nhưng mà bạn lại có sức khỏe, lại có khéo tay, hay là lại có con mắt nhìn hay là thế nào đấy, thì sao không đi học nghề đi? Tại vì Hà cảm giác là mọi người rất là quan trọng tới những cái việc học văn hóa. Tất nhiên là học văn hóa thì cũng quan trọng, nhưng mà Hà cảm giác là đi học 12 năm thì nên chú trọng vào việc học làm người hơn. Tức là ra khỏi trường học thì hãy trở thành con người chân chính, không trộm cướp, không cờ bạc. Nói chung là hãy học làm người trước khi học văn hóa. Đó, nếu như mọi người không giỏi văn hóa thì có thể nghĩ tới chuyện học làm nghề. Tại vì ví dụ như là học đúc gỗ này, học đúc ra những cái thứ bàn ghế mà trông nó rất là, tức là điêu khảm cái từ đấy là gì nhỉ? Đấy, mọi người hiểu là cái từ hán của nó là từ gì đúng không? Đấy, đồ gỗ nội thất, nếu như mà mọi người kiểu giỏi những cái đấy, sao không đi học làm cái đấy? Tại vì những cái đấy nó, mặc dù nó ít tiền thế nhưng mà nó là một cái ngành mà không biết là nếu như mà mọi người giỏi thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không? Mặc dù những cái ngành đấy nghe thì thấy là ít tiền trước mắt, chắc gì cả đời đã kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không? Thế nhưng mà biết thế nào được, cái chuyện giàu nghèo nhiều khi nó cũng là cái số thôi. Bây giờ mình chỉ cần để kiếm tiền để nuôi gia đình mình, có hoặc là sau này có một cái quán để mình làm chủ, thế là cũng
cũng là một cuộc sống an giả rồi đúng không? Đâu phải cần lúc nào cũng phải là nhiều tiền đứng trên bố đầu thiên hạ thì mới được đúng không? Thế nên là Hà nghĩ rằng là nếu như mà không giỏi văn hóa ấy, thì có thể học làm nghề xem. Hoặc là nếu như là mọi người ở quê chẳng hạn, các bạn ở quê chẳng hạn thì có nhiều làng quê Việt Nam thì có một cái, tức là có một cái làng nghề nhất định. Hoặc là quê của bạn thì giỏi một cái nghề gì đấy thì tại sao tại sao bạn không thử cái đấy? Hoặc là nếu như bạn ở quê chẳng hạn, nhà bạn có mấy tấc đất, mấy cái thửa ruộng như thế thì tại sao không học về nghề nông? Nếu như bạn đã có kiến thức về nghề nông, tại sao không học về nghề nông xong rồi về phát triển để làm cho cái nghề nông của đất nước nó tốt hơn được bây giờ? Tại vì dù sao ấy, kể cả nếu như mà bạn không quá giỏi ở cái ngành mà mình chọn, thế nhưng mà nếu như cái ngành đấy nó không có quá nhiều người nhảy vào thì cái sự cạnh tranh nó cũng không quá lớn, và như thế thì nó vẫn là một cái ngành nghề mà sẽ không bao giờ bị, tức là nhảy theo trào lưu lúc hot lúc không hot cả. Và nếu như mọi người thực sự yêu thích cái nghề đấy thì dù nó có hot hay là nó có không hot thì mọi người sẽ vẫn có một cái chỗ đứng nhất định, tại vì mình thực sự yêu thích cái ngành nghề mà mình làm, thế nên là mình sẽ cống hiến cho nó nhiều nhất có thể, hơn là nếu như mà mọi người làm một cái công việc ngồi bán hay là ngồi văn phòng như thế này mà làm chỉ đợi đến 5 giờ chiều để đi về thôi chẳng hạn. Thì sau 40 năm làm việc thì cũng sẽ chỉ đợi đến 5 giờ chiều để đi về thôi, cũng chả gọi là cống hiến được cái gì cho đời cả, chỉ đợi đến 5 giờ chiều để đi về đi nhậu thôi, vậy thôi. Cuộc đời sau 40 năm, 50 năm thì nó cũng chỉ dừng ở đấy thôi, không có cảm giác là mình cống hiến được cái gì cho cuộc đời, không có cảm giác là mình cống hiến được cái gì cho bố mẹ quê hương cả, chỉ vậy thôi. Tất nhiên là đối với những cái việc như là chọn ngành nghề mình sẽ làm, chọn ngành nghề mình sẽ học thì mọi người có thể sai lần thứ nhất, có thể sai lần thứ hai, có thể thậm chí tới 40, 50 tuổi rồi vẫn thấy mình sai và muốn chuyển ngách. Thì cái đấy là việc không thể nói trước được. Thì Hà biết rằng là cái việc chọn ngành nào, trường nào để thi vào để học thì nó là một cái quyết định rất là quan trọng mà cần có sự cho phép của bố mẹ nữa, và nó cũng là một cái quyết định rất là mạo hiểm đối với bản thân mình nữa. Thế nhưng mà đó, tại vì mọi người hỏi thế nên là có một vài bạn hỏi, thế nên là Hà muốn cho mọi người biết cái quan điểm của Hà nó là như thế thôi. Tại vì đến cuối cùng thì vẫn là các bạn phải đưa ra quyết định, mà cũng không phải là Hà phải đưa ra quyết định. Thế nên là lúc Hà nói thì nghe có vẻ dễ, thế nhưng mà đó. Bây giờ thì Hà sẽ đánh nền, và Hà vẫn dùng cái eclipse màu lớp màu đen này, tại vì ở hai cái phần này lỗ chân lông to quá, thế nên là Hà muốn dùng cái eclipse này. Về chuyện ngành nghề ấy, thì hôm trước ở trên YouTube Hà có xem được một cái video về, tức là một cái quán gọi là ramen shop, tức là một cái quán chuyên bán mì ở Hàn Quốc ấy. Và cái anh chủ quán đấy thì làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, tức là làm việc liên tục, liên tay, liên chân luôn, từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, mặc dù là chủ chứ không phải là nhân viên nhá. Và mỗi khi mà anh ấy được phỏng vấn, được hỏi các câu hỏi thì mặt lúc nào cũng cười nói. Và khi được hỏi rằng là anh ấy có thích cái công việc này không thì cái lúc mà anh ấy cười và trả lời là có, thì cảm giác là cái nụ cười đấy của người ta nó rất là mãn nguyện ấy. Đó thì chỉ là một cái cửa hàng bán mì thôi mà phải làm từ sáng cho tới tối mịt như thế mà cũng có thể làm anh ấy vui được như vậy, thì Hà nghĩ rằng là nếu như mọi người tìm được một cái công việc mà mọi người cảm thấy rất là sốt sắng, rất là yêu thích nó, sáng ngủ dậy đã thấy cảm giác muốn đi làm, và tối ngủ dậy tối lúc đi ngủ thì cảm thấy vui sướng, mãn nguyện sau một ngày làm được rất là nhiều thứ như vậy, thì như thế là một cái điều rất là hạnh phúc. Và không phải ai cũng có được cái may mắn là tìm được cái công việc mà mình yêu thích đến độ như vậy ngay lần đầu tiên khi mà vừa bước ra khỏi trường đại học cả. Nếu mọi người muốn xem cái video đấy thì Hà sẽ để link ở dưới. Thế nhưng mà cái video đấy là bằng tiếng Anh, thế nên là chắc là mọi người cũng phải biết tiếng Anh một chút để hiểu được cái video đấy như thế nào. Trời ơi Raiden, thì bây giờ muốn gì? Raiden, đây đây, up up. Hello. Chào Raiden.
nó ngủ á, nó ngủ say như chết. Xong rồi thỉnh thoảng nó vào đây nó xem Hà đang làm gì. Xong rồi đấy, nhảy lên đùi mẹ để hôn mẹ một cái xong rồi đi. Đấy, cái tai. Giờ tôi là muốn cái gì? Trời ơi, để người ta trang điểm xong lại nhá, xong rồi mình đi chơi nhá. Chỉ muốn đi chơi thôi. Hà sẽ phủ thêm một chút phấn bột nữa. Tại vì nói trước là bây giờ là mùa hè và da Hà thì da dầu rất là ghê. Hà có một cái tính xấu ấy, không biết là mọi người có cái tính xấu đấy không. Thế nhưng mà Hà có một tính xấu đấy là nếu như mà Hà thấy ở trên mạng xã hội mà ai mà hay dùng tiếng Anh ấy Hà hay soi lắm, Hà thề luôn, Hà hay soi lắm. Tại vì á, thực sự là còn rất là nhiều người rất rất hay thích dùng tiếng Anh. Thế nhưng mà ngữ pháp thì thường là sai. Thế là mỗi lần như thế Hà lại nghĩ trời ơi, xinh như thế này mà sao viết tiếng Anh lại sai. Hà kiểu mỗi lần như thế Hà cảm thấy mình rất là xấu tính. Cảm giác là mỗi lần mà nhìn thấy đứa nào mà viết ngữ pháp sai ấy, chỉ muốn nhảy vào chỉnh chỉnh ngay cho nó thôi. Thế nhưng mà vào chỉnh thì người ta lại nói mình là tinh vi tinh tướng với cả xấu tính. Thế là thôi, chỉ để trong lòng. Thậm chí á, Hà thề, thậm chí là có nhiều bạn đi học, du học. Nhiều có rất, cũng không hẳn là rất, nhưng mà có khá là nhiều bạn đi du học về, đi du học 4 năm, 5 năm về mà thỉnh thoảng viết, viết tiếng Anh cũng sai. Tức là viết từ sai này, ngữ pháp sai này. Đấy, thế là Hà chỉ nói nhỏ với mọi người vậy thôi. Chứ thực sự là mỗi lần mà Hà thấy những cái chuyện đấy xảy ra là Hà ngứa tay lắm. Xong khổ quá, ngứa tay lắm luôn ý, chỉ muốn vào chỉnh luôn thôi. Thế nên là đó, thậm chí là như bạn của Hà nhá, nó là dạy tiếng Anh. Tất nhiên là chỉ dạy ngữ pháp thôi, cũng không phải là dạy speaking gì cả ghê gớm. Tại vì là người Việt nghĩ gì mà đòi dạy speaking. Thì nó học ở bên Mỹ 5 năm. Thì sau khi học ở bên Mỹ 5 năm hay là 5 năm rưỡi hay là 6 năm cũng không nhớ nữa, chắc là 5 năm hay là 5 năm rưỡi rồi. Thì nó học xong bằng đại học về kế toán. Và nó cũng học xong luôn cả bằng master về kế toán, tức là bằng thạc sĩ về kế toán ý. Thì đó, thế xong rồi nó quyết định là nó muốn đi dạy tiếng Anh. Thế là nó sang Anh học thêm 1 năm hay là 2 năm nữa để ra được một cái bằng, gọi là bằng dạy tiếng Anh cho những cái người nói ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính ý. Thì phải có cái bằng đấy thì mới đi dạy tiếng Anh được đúng không? Hạ cũng không biết, tại vì cô giáo Trang đâu có cái bằng đấy. Cô giáo Trang chỉ có mỗi IELTS 8 hay là 8.5 với cả học bổng du học vẫn dạy tiếng Anh mà. Hạ không hiểu. Đấy thì bạn Hà phải đi Anh học 1 hay 2 năm nữa để học cái bằng đấy. Sau đấy bây giờ thì nó về Việt Nam dạy tiếng Anh. Và thậm chí là khi mà nó, tức là khi mà nó viết viết tiếng Anh hoặc là khi mà nó quay video dạy tiếng Anh cho học sinh của nó ấy, thì nó còn phải gửi kịch bản sang cho Hà để Hà phải nhờ sen chữa lỗi cho nó, hoặc là chữa cái lỗi phát âm của nó nếu như mà nó nói sai trong video, hoặc là chữa cái lỗi, tức là lỗi không phải lỗi ngữ pháp luôn mà là lỗi dùng từ vựng của nó khi mà nó viết một cái đoạn văn bằng tiếng Anh. Và nó học cùng Hà cả năm cấp 2 lẫn năm cấp 3 luôn, thế nên là tiếng Anh của nó có gốc chứ không phải là bị mất gốc, và ngữ pháp của nó cũng rất là chắc. Đấy thì Hà chỉ muốn nêu một ví dụ là kể cả khi mà bạn là một người đã có bằng để dạy tiếng Anh, dạy IELTS, TOEFL gì đấy cho người Việt Nam như thế, kể cả khi các bạn đã có cái bằng đấy, hoặc là kể cả khi mà các bạn đã ở bên nước ngoài 5-6 năm, 7-8 năm đi chăng nữa, nghĩ rằng là mình đã nói tiếng Anh rất là thành thạo, nghĩ rằng là mình đã biết được cái ngôn ngữ đấy đi chăng nữa thì suy cho cùng mình cũng không phải là người bản ngữ, và tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thế nên là tất nhiên là sẽ có chỗ sai. Và thực sự là cái lần mà con bạn Hà gửi cho Hà với cả Sen xem cái video của nó ấy, xem cái video của nó chỉ nói một cái đoạn tiếng Anh ngắn lắm ý, chỉ có tầm 1 phút hay 2 phút gì đấy thôi. Thế mà Sen đã nói, tức là Sen chỉnh luôn, Sen giỏi chỉnh lắm ý. Tức là Sen đã chỉnh luôn mấy cái từ nó không phải nói phát âm sai mà trọng âm của nó sai.
Đấy, Hà chỉ nói như thế là một đứa như bạn Hà có bằng ở nước ngoài để dạy người khác, TIELTS cũng 8.5 nhưng cũng vẫn mắc lỗi. Thì mọi người nên nên để ý nha. Các bạn có biết là từ nãy giờ Hà ngồi đây Hà đã nhịn té rất là lâu rồi không? Ôi trời ơi, từ nãy giờ tôi đã cố gắng kiềm chế không nói ra cái câu đấy rồi. Thế nhưng mà bây giờ một khi đã nói ra cái câu đấy rồi thì cảm thấy buồn tè quá. Thôi để đi tè một chút, quay lại sau nhé. Ok, hello, Hà đã quay lại đây. Bây giờ thì Hà sẽ tán cái mắt này cho nó ra một chút nữa. Vậy thôi. Mọi người thông cảm nhé. Ôi trời ơi, nóng quá. Nóng quá, trời ơi, nóng quá. Không biết ở đây có bạn nào xem video của chị Thơ Nguyễn không? Hà có đăng ký kênh của chị Thơ Nguyễn. Không biết là chị hay là em hay là bạn ta. Tại vì nhìn cũng già, chắc là chị. Bình thường hàng ngày ấy, thì đó, Hà chỉ chuốt cái gel kẻ mày này, tức là cái loại gel mà không màu đấy thôi, là coi như là Hà xong về vụ lông mày. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái đôi mắt của Hà nhìn nó rất là giống phù thủy. Thế nên Hà cũng phải làm cho cái đôi lông mày của mình nhìn nó trông phù thủy một chút. Rất là nhiều bạn sẽ nói là phải kẻ mày trước khi chuốt bằng gel đúng không? Thế nhưng mà trong chuốt bằng gel rồi mình nhớ ra phải kẻ mày. Thế nên là đó. Cái phía bên mà lông mày bên này ấy, thì Hà cảm giác thì Hà cảm giác là cái phía lông mày bên này của Hà nó không có gì để phải kẻ nhiều lắm cả. Có mỗi cái phía bên này này thì nó rất là khó để mà kẻ cho nó tương xứng với phía bên này. Đấy mà Hà thì sau cái vụ hồi năm trước Hà tựa cạo một chút lông mày với cả tỉa một chút lông mày thì Hà sợ rồi. Thế là bây giờ Hà không có tỉa to gì nữa, nhìn nó ghê lắm ý. Tại vì bây giờ nhìn lúc nó mọc lại cái đầu lông mày bên này nhá, thì mọi người có thể thấy rằng là cái lông của nó mọc lên, tức là nhìn trông nó tự nhiên ấy, ở cái phía phần đầu ấy. Còn lông mày của phía phần đầu bên này thì tại vì Hà có cắt hồi trước, Hà cắt ý, thế nên là từ hồi đấy bây giờ nó vẫn không mọc lại được kiểu tự nhiên phơi phới như bên này, mà nó kiểu nó cứ cụt mủn ra ấy. Trời ơi, thế là sau cái vụ đấy Hà sợ luôn. Cả Hà cảm giác là khi mà Hà kẻ lông mày ấy, thì Hà cứ dí sát ra sao cho nó gươm này, xong rồi kẻ xong một lúc xong rồi tí nữa đi ra soi gương ở phòng tắm, trời ơi thấy nó lệch nhau, gọi là lệch 1910 luôn. Thế nên là bây giờ Hà cứ phải tập cái thói quen rằng là, tức là nhìn cách xa cái gương của mình ra một chút ý, thì mới thấy được toàn diện cái lông mày nó nó có đều không. Ok, bảng tạo khối Hà dùng ngày hôm nay là bảng tạo khối của Shade and Line của Kat Von D. Thực sự là lâu lắm rồi Hà không có tạo khối mặt kiểu ghê. Thế là hôm nay thôi coi như là làm nha. Và hôm trước có một em gửi cho Hà, tức là cái chụp màn hình của một cái shop mỹ phẩm gì đấy, nó livestream video tán phết, vừa tán phết vừa trang điểm của Hà ở trên cái Facebook page của nó. Trời ơi, nghĩ gì vậy? Tại sao mà có thể ăn cắp trắng trợn sức lao động của người khác? Mặc dù là mình chỉ ngồi đây và mở mồm ra tốn nước bọt nói thôi, thì nhưng mà nó cũng là sức lao động chứ bộ. Trời ơi, thế là bây giờ Hà sẽ nói cái đoạn này nha. Nếu như là mọi người có đang xem video của Hà không phải ở trên kênh YouTube của Hà, mà ở trên một cái Facebook page của một cái shop bán hàng nào đấy, hay là ở một cái trang web gì đấy, hay là ở một cái trang web theo gì đấy, Hà cũng không biết nữa. Hà cũng không biết là mọi người sẽ đang xem cái video này của Hà ở một cái trang web nào nữa. Thì nhưng mà mọi người hãy lên Facebook, nhầm, không phải Facebook, mọi người hãy lên YouTube và đánh vào từ Thái Hà, không có dấu nha. Đấy, nó sẽ ra kênh YouTube của Hà, và lúc đấy thì tha hồ mà vào xem nhé. Vào xem đủ mọi thứ luôn, vào xem Hà từ lúc mà Hà còn xấu ơi là xấu, cho tới lúc mà Hà đỡ xấu như bây giờ, và cho tới lúc mà Hà sẽ rất là đẹp, đẹp ơi là đẹp trong tương lai. Đấy thì nếu muốn xem thì nhớ vào kênh YouTube mà xem cho tôi nha. Tại vì tôi nói cũng mỏi mồm lắm. Thế là đó, hãy vào kênh YouTube của Hà xem nha.
Mặc dù á, nhiều lúc Hà nghĩ là hay là những cái video tán phết trang điểm dài như thế này mình sẽ đặt kiểu 10 cái quảng cáo cho chúng nó chết mẹ luôn. Mình xấu tính quá. Thực sự là nhiều lúc Hà nghĩ như thế thật đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ thì Hà vẫn khá là tốt tính. Hà chỉ đặt có mỗi cái quảng cáo ở tất cả các video, chả chỉ đặt có mỗi một cái đặt đầu. Nhiều khi xem ở trên điện thoại hay là máy tính quảng cáo nó còn không chạy. Trời ơi, Hà buồn quá là buồn luôn ý. Tại vì nhìn cái mặt này, mụn ẩn mọc một đống trên trán luôn. Trời ơi, buồn quá, tất cả chỉ vì cái mồm thôi. Trời ơi, tất cả mọi sự trên đời này chỉ vì từ cái mồm mà ra. Muốn đẹp cũng không xong nữa. Muốn đẹp nhưng mà mồm nó còn muốn ăn nhiều hơn là muốn đẹp. Thế nó mới khổ chứ. Vấn đề là dạo này Hà không có ra được vlog đều nữa. Mọi người thông cảm nha. Tại vì bận. Tại vì bận cũng không phải lười đâu. Thế nên là mọi người thông cảm nhé. Đấy là chính vì Hà không có ra được vlog đều đặn, thế nên là cái tuần nào mà Hà không có ra vlog thì mọi người sẽ thấy Hà livestream ở trên Instagram của Hà. Hà không có dùng Facebook, Hà cũng không có cái app Facebook ở trên điện thoại. Thế nên là mọi người sẽ không bao giờ thấy Hà hoạt động nhiều ở trên Facebook đâu. Thỉnh thoảng Hà mới post ở trên Facebook thôi. Với cả Facebook của Hà, Hà nghĩ rằng là có 90.000 người theo dõi thôi à. Đấy, thế nên là nếu như mọi người theo dõi Hà trên Instagram thì sẽ biết. Với cả nếu như mà Hà có bao giờ livestream ý, thì Hà sẽ thường sẽ livestream vào tối thứ bảy. Thường thì sẽ dao động trong khoảng từ 9 giờ tới 11 rưỡi. Đó, Hà chỉ nói vậy cho những cái tuần nào mà mọi người không thấy Hà post vlog thì tuần đấy chắc chắn là có thể là Hà sẽ livestream. Trời ơi, cái mũi của tôi mọi người có thấy. Đấy, cái mũi đỏ đấy, nó vẫn ở đấy. Bây giờ mình thì lại quá lười để mà che nó đi. Bước tiếp theo thì Hà sẽ dùng bronzer. Và cái bronzer Hà dùng ngày hôm nay là cái bronzer này của Tom Ford. Mới phát hiện ra là bây giờ còn có cả con trai cũng xem video của Hà nữa. Chết mẹ, xấu hổ quá. Không biết là Hà có nói những cái gì mà động chạm tới các bạn không. Và Hà không biết là Hà có nói cái gì mà quá là con gái không. Thế nhưng mà thôi, bây giờ biết làm sao được, bây giờ mình lại còn phục vụ cả khán giả nam nữa. Nên là ok, bây giờ mình sẽ nói về cả vấn đề nam lẫn nữ. Đấy là Hà chỉ nói vậy thôi chứ Hà không nói trong video ngày hôm nay, nhưng mà ý là từ bây giờ. Trời ơi, mà các bạn biết đáng yêu nhất là gì không? Đáng yêu nhất là khi mà có những cái bạn, những bạn hoặc là những em comment trên video của Hà rằng là xem video của Hà cùng với người yêu ấy. Hà kiểu trời ơi, sao mà bạn trai của em đáng yêu quá vậy? Bạn trai của em ngồi đồng ý ngồi xem video của chị là nó đáng yêu lắm đấy. Trời ơi, tôi xấu hổ quá. Bây giờ mọi người đã thấy hai cái má Hà nó rơi hơi giống quả cà chua chưa? Bây giờ sẽ làm cho nó thành một cái quả cà chua mà nó chín quá mức. Dù ngày hôm nay thì mặt Hà nó đã rất là nhiều phấn rồi, nó rất là đậm rồi. Thế nhưng mà Hà nghĩ rằng là đã đậm rồi thì thôi cho đậm nốt, đậm lên đến tận trời mây luôn. Trời ơi, sợ gì thằng nào đâu. Đến thằng chồng nhà mình nó còn chả bao giờ quan tâm tới make up của mình như thế nào, nó còn chả bao giờ chê. Thì những thằng khác chê nó có nghĩa lý gì? Trừ khi là chúng mày đẹp tới cái độ như mấy cái anh tài tử. Mà có một chuyện là Hà thấy rất là buồn cười nha. Tại vì Hà thấy có một vài em hay hỏi Hà là bây giờ em mới chỉ học cấp 3 thôi, thế nhưng mà em yêu bị bố mẹ phản đối các thứ ấy. Hà mới nghĩ như thế này. Đấy chính là trong 12 năm học của bọn mình thì nó sẽ có những cái giai đoạn nhất định. Ví dụ như là giai đoạn lớp 1, lớp 2 thì cái việc quan trọng của bố mẹ đấy chính là viết chữ sao cho nó đẹp, sao cho nó nắn nót, không được viết xấu, viết nó phải đúng, phải đẹp. Đấy, xong rồi đến lớp 5 thì cái giai đoạn nó sẽ là bây giờ phải vào được một cái trường tốt, trường chuyên của huyện, trường chuyên của thành phố, hay là một trường kiếp và một cái trường cấp 2 tốt. Xong rồi đến lớp 6 hay là lớp 7, lớp 8 gì đấy thì cái câu chuyện nó sẽ là bây giờ là có kinh rồi, là phải cẩn thận. Không có yêu đương gì hết, phải cẩn thận, đi đường phải cẩn thận. Sang tới lớp 9 thì sẽ là cái giai đoạn thì bây giờ mày thi lên lớp 10 là mày phải thi vào trường nào,
thi vào cái trường nào mà nó đúng tuyến, nhưng mà cũng phải là cái trường mà nó có tiếng, cái trường mà nó có tiếng, có nhiều tỷ lệ thi đỗ đại học cao. Đấy, nó là cái việc quan trọng. Đấy, tiếp theo đó, xong rồi là 3 năm lớp 12 thì cái việc quan trọng đấy nó sẽ là bây giờ phải thi đỗ vào đại học, phải thi được vào cái đường điểm cao, vào cái khoa mà mình muốn. Đấy, xong rồi sau đấy, sau khi mà thi đỗ vào đại học xong thì bài học nó sẽ là bây giờ phải cố gắng đi làm thêm, bây giờ phải cố gắng network, bây giờ phải cố gắng gọi là quan hệ bạn bè, phải cố gắng tìm được một cái chỗ làm tốt sau khi ra trường. Sau khi ra trường xong, tức là tầm 22, 23, 24 tuổi thì nó sẽ đến cái giai đoạn thì bây giờ đã có bạn trai chưa? Vẫn chưa có bạn trai hả? Thế mày định ế hay sao? Xong rồi đến cái tuổi 26, 27, 28 như Hà thì sẽ bắt đầu: thế bây giờ mày có định đẻ con không? Mày không định đẻ con thì bao giờ mày mới định đẻ con thứ hai? Bao giờ mày mới định đẻ con đứa thứ ba? Trời ơi, từ nãy giờ Hà nói nhiều quá, không biết là phẩy cái phần ánh sáng này bao nhiêu lần lên hai cái má. Trời ơi, tôi chết mất. Phẩy bớt. Chết mất. Đấy, thì nên là cuộc đời con gái bọn mình thì nó có những cái giai đoạn chung với mọi người là như vậy. Thế nên là bây giờ các em đang học cấp 3 mà bị bố mẹ cấm yêu thì cứ yên tâm đi. Trời ơi, 7, 8, 9, 10 năm nữa thôi là bố mẹ các em á, bắt yêu bằng được. Trời ơi, bắt yêu bằng được luôn, không yêu cũng phải yêu. Thế nên là đừng lo, sẽ tới cái lúc đấy thôi. Thế nên là bây giờ muốn yêu thì cứ kiềm chế một chút, hoặc là giấu cho nó kỹ. Nói chung là kiềm chế một chút. Còn cái việc bây giờ là mình phải học, thật đấy chứ, phải học chứ. Bố mẹ lo con gái phải học là đúng rồi. Tại vì sao mọi người biết không? Nếu như mà mình không học, xong rồi sau này chẳng may rủi ro lấy phải một cái thằng chồng nó bất tài, nó không nuôi được mình thì chớ, nó còn không nuôi được con mình, thì lúc đấy mình không có học, không có bằng cấp, không có học hành gì, không có văn hóa gì, thì lúc đấy ai nuôi mình, đúng không? Cũng phải có học để hiểu biết, học để làm người. Sau này nhỡ lấy phải một cái thằng nào mà nó, kể cả nó có tài đi chăng nữa, thì nhưng mà cái tâm nó không có, xong rồi nó suốt ngày đi ra ngoài đường ngoại tình, xong rồi về nhà nó đánh đập mình chẳng hạn. Tại vì có rất là nhiều đứa mà nó học cao, học rộng, thì nhưng mà nó vẫn vũ phu mà, đúng không? Nên lúc đấy mình lại kiểu muốn, bây giờ muốn ly dị. Thế nhưng mà bây giờ ly dị, làm thế nào được ly dị? Tại vì tài chính của mình phụ thuộc vào nó. Bây giờ ly dị thì tiền đâu ra mà nuôi bản thân? Thế lúc đấy lại nghĩ là biết thế thì hồi học cấp 3, học đại học đã chú ý học hành hơn. Đấy, nói chung là bố mẹ khuyên lúc nào cũng mở mồm ra là mày phải học đi, thế này nó là tất nhiên là muốn tốt cho con rồi. Tại vì mọi người biết đấy, nếu như mà không có học thì đầu óc nó rất là dễ mụ mị và rất là dễ bị phụ thuộc vào người khác. Xong rồi khi mà không có học ấy thì dễ bị người khác tác động, dễ bị người ta tiêm vào đầu những cái thứ mà nó không đúng. Thế nên là mình phải học để mình không có bị lừa. Nói chung là Hà cảm thấy rằng là học thì nó cũng giống như là làm đẹp vậy, nó cũng giống như là làm đẹp cho tâm hồn vậy. Tại vì mình là con gái, mà con gái thì nó cũng cái vẻ đẹp, cái sự đẹp của bọn mình, cái sự trẻ của bọn mình thì nó không có kéo dài cho tới tận khi mà mình 50 tuổi. Thế nhưng mà cái kiến thức của mình cũng như là cái sự thông minh, sự hiểu biết của mình thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng ngày nó sẽ càng lớn, nó sẽ càng ngày nó càng tốt hơn, và đấy là cái mà mình muốn hướng tới. Trời ơi, mọi người có biết rằng là vừa mở mồm ra xong rồi vừa phải bấm mi nó khó tới cái mức nào không? Hà đang nghĩ rằng là thực sự đáng ra đối với kiểu đánh mắt này thì Hà phải đeo mi giả. Thế nhưng mà mọi người biết đấy, cái người mà lười nhất trái đất này thì dễ gì mà người ta đeo mi giả, đúng không? Trừ khi là cái sự ngựa của Hà nó ở một cái mức rất là cao thôi, chứ còn bây giờ mà nghĩ xem, bây giờ đi đeo mi giả xong rồi đi ra ngoài đường, dẫn con Raiden đi ra ngoài đường đi một tiếng thì trời ơi, nóng chết cha chết bà luôn. Xong rồi đến lúc về nhà, xong rồi ngồi có ai ngắm đâu mà đeo mi giả. Mấy hôm nay tự nhiên Hà nghĩ rằng là bây giờ mình còn đang trẻ, còn đang rảnh, chỉ nhà chỉ có mỗi con chó về trông thôi, thì nên là Hà sẽ cố gắng chịu khó làm mấy cái video vừa tán phét vừa trang điểm này. Tại vì Hà biết rằng là đến một thời gian nào nữa, hoặc mấy tháng nữa, hoặc là một năm nữa, hai năm nữa thì đấy mà có con chẳng hạn, trời ơi, lúc đấy thì mà
có mà tán phét lên trời. Thời gian đâu mà tán phét trời. Mascara đã xong rồi, bây giờ tới bước cuối cùng, đấy chính là son. Và son Hà dùng ngày hôm nay là một cái son này. Thực ra thì Hà rất là tò mò, tại vì kiểu Hà muốn biết là không biết mọi người xem video của Hà thì từ trước tới giờ thì thấy ấn tượng với video nào của Hà nhất, hoặc là thấy video nào của Hà có ích nhất, hoặc là có sức ảnh hưởng nhất, đại loại là ấn tượng với video nào nhất đấy. Đây, nói chung là Hà chỉ muốn hỏi mọi người như thế thôi, rất là kỳ cục đúng không? Ok, cuối cùng thì Hà cũng đã chỉnh tóc xong rồi. Chỉnh mãi không biết là mình muốn chỉnh tóc kiểu gì. Nói chung là Hà thì cũng chỉ có một vài kiểu tóc như thế thôi, không biết chỉnh kiểu gì. Video ngày hôm nay của Hà thì tới đây là hết rồi. Và bây giờ thì Hà phải dẫn Raiden ra ngoài chơi đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này tới tận đây. Hà không biết rằng là video này sẽ dài bao nhiêu phút nữa. Hà mong là nó sẽ không quá dài. Và Hà sẽ gặp lại mọi người vào một video sớm nhất có thể nhé. Bye bye.